càng cay viết lên người yêu em đang đây một người rõ hơn người ta sẽ tha thứ trong người đời vẫn chỉ là một người anh em ơi. Sáng sớm ngủ dậy muộn nên là hôm nay là 30 Tết. Sáng sớm ngủ dậy muộn nên là không xuống thắp hương cho các cố với các ông được. Nên là hôm nay trưa nên là trưa nắng ngay giờ là khoảng hơn 12 giờ nên là quyết định là mình xuống mộ của mình thắp hương cho các ông các cố. Thì mà các cố phải ăn Tết 30 Tết chứ mọi năm nào cũng đi thắp hương mà năm nay cũng đi thắp hương. Bây giờ hôm nay mình xuống của mình nhá. Để mình mang theo bó hương với lại để chúng ta có cố thôi. Làm nào. Tết đến ngày đầu ngõ, Tết đến bên hiên nhà, Tết qua nồi bánh chưng, mẹ và bé đang ngồi trông. Tết theo mẹ lấy cúng, theo bố chú ông bà. To sẽ rộng mua lon, thật là thân với đàn lì xì. Nồi bánh chưng, mẹ và bé đang ngồi trông. Tết thì mẹ lấy cúng, theo bố chú ông bà. To sẽ rộng mua lon, thật là thân với đàn lì xì. Cánh hoa đào cánh mai, dùng răng khoe cái thắm mùa xuân. Đón xuân về thắm tươi, nụ cười vui bên cả gia đình. Tết đến mùa xuân khô, trăm nắng mới xuân vời. Khát mưa cửa hương hoa, đàn cờ sắc màu vui thục. Tết bên đi chúc tết, xin áo gấm gọn gàng.
nồi bánh chưng, mẹ và bé.